văn nghệ tối nay, chị ca sĩ Kim Lan sẽ trở lại với ban nhạc Niệm Phút Vui. Xin tất cả quý vị đón nghe giọng hát của nữ ca sĩ Kim Lan. Thank you.
tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Xin một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Kim Lan, một giọng hát truyền cảm chúng ta vừa thưởng thức. Và tiếp nối chương trình văn nghệ, ca sĩ Lê Khang đến với chúng ta bản Mưa Đêm Ngoại Ô. Xin mời ca sĩ Lê Khang.